Hãy để ý về bốn kiểu người nên kết thân. 1. Người chân thành. Đây là loại người mà bạn có thể tin tưởng và luôn trung thực trong mối quan hệ. Họ không che giấu thông tin hay giả dối và luôn thể hiện sự trung thực và thành thật với bạn. Bạn cảm thấy thoải mái chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và khó khăn với họ, biết rằng họ sẽ lắng nghe mà không phê phán và sẽ ủng hộ bạn trong mọi tình huống. Họ là những người bạn thật sự có thể dựa vào và xây dựng mối quan hệ chân thành và bền vững. 2. Người tích cực. Đối tượng này luôn mang tính cầu tiến và đem đến năng lượng tích cực cho cuộc sống và môi trường xung quanh. Họ thường động viên và hỗ trợ bạn trong những kế hoạch, dự định và mục tiêu của bạn. Khi ở bên cạnh họ, bạn cảm thấy truyền động lực và có động lực để chinh phục những thử thách mới. Họ là nguồn động viên tuyệt vời trong cuộc sống và giúp bạn nhìn nhận những khía cạnh tích cực trong mọi tình huống. 3. Người lắng nghe. Loại người này là những người tốt nhất để chia sẻ những vui buồn, lo lắng và suy nghĩ của bạn. Họ không chỉ lắng nghe mà còn thấu hiểu và đồng cảm với bạn. Người lắng nghe không phán xét bạn hay góp ý mà chỉ muốn đồng hành và ủng hộ bạn trong những khoảnh khắc khó khăn. Họ luôn sẵn lòng dành thời gian và tâm huyết để lắng nghe và thấu hiểu bạn, giúp bạn cảm thấy thoải mái và không cô đơn. 4. Người cởi mở. Loại người này không chỉ chấp nhận mà còn tôn trọng sự đa dạng của mỗi người và luôn mở lòng đón nhận ý kiến khác nhau. Họ không bị ràng buộc bởi định kiến hay định hình suy nghĩ cố định mà thích khám phá và tìm hiểu những quan điểm mới. Khi ở bên cạnh người cởi mở, bạn cảm thấy tự do để là chính mình và không sợ bị phê phán. Họ khuyến khích bạn trải nghiệm và phát triển bản thân, làm cho mối quan hệ trở nên thú vị và bổ ích. Những kiểu người này tạo nên những mối quan hệ tích cực và ý nghĩa trong cuộc sống. Họ là những người bạn đáng tin cậy và thân thiện, đồng hành cùng bạn trên con đường phát triển bản thân và thăng tiến trong cuộc sống.